Trước diễn biến thời tiết phức tạp, bà con nông dân và các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đang tập trung cao độ để thu hoạch vụ lúa thu mùa. Đối với các địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, chỉ thị 16, thì công tác thu hoạch phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Trên các cánh đồng tại xã Thăng Long, huyện Nông Cống, địa phương này đang tập trung 12 máy gặt liên hợp để khẩn trương thu hoạch vụ lúa thu mùa trước khi mưa bão đến. Trước khi bà tôi là chuẩn bị ra đồng thì là bà tôi xét nghiệm Covid, mới xét nghiệm xong thì bà tôi lại bắt đầu ra đồng thu hoạch. Riêng đối với lại địa bàn xã Thăng Long ấy, thì chúng tôi có tổng diện tích là 745 ha và đến ngày hôm nay thu hoạch trên diện tích là trên 60%. Huyện Nông Cống là địa phương đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, có diện tích lúa thu mùa gần 10.000 ha. Đến nay đã thu hoạch hơn 1.500 ha trên 2.500 ha lúa chín. Huyện đang huy động mọi lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ tập trung 138 máy gặt liên hợp thu hoạch các vùng lúa chín có khả năng ngập úng cao. Huyện đã có phương án hỗ trợ những cái đơn vị đang thực hiện 16 đấy, là dùng được lực lượng này, máy gặt này để giúp dân khi mà lúa chín. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương thu hoạch và tranh thủ phơi lúa để tránh bị ngập úng, hư hỏng trước mưa bão.